Trước khi giải vô địch gốc nghiệp dư nam nữ quốc gia chính thức khởi tranh, các golfer cả nước nô nức đến sân Cano Goblins để check-in tập luyện. Tham dự hai giải vô địch nghiệp dư lớn năm nay có các golfer ở nhiều lứa tuổi khác nhau, từ 10 tuổi cho đến những golfer đã ngoài 70 tuổi. Đây là lần thứ 3 mình tham gia giải nghiệp dư quốc gia. Thì cảm giác của mình là rất là hồi hộp và đặc biệt là được tham gia trên cái sân phải nói là rất là coi như là đẹp. Cô ngày xưa thì thường tham gia cái giải này, rồi có một thời gian cô vắng mặt 8 năm. Hôm nay ở nước ngoài cô về thì cô rất là phấn khởi gặp lại những bạn cũ, bây giờ họ là những người cũng vẫn sốt sắng đi tham gia. Tham gia giải năm nay, tiếp tục có những cái tên tiêu biểu của làng gốc từ những mùa trước như Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh. Em đã tham gia giải vô địch quốc gia được 3 mùa, từ năm 2016, 2017, 2018. Với giải năm nay thì em vẫn mong muốn là phải đạt được kết quả cao nhất và làm được hết sức của mình để đạt được thứ hạng cao nhất của giải. Bên cạnh những golfer trong nước, giải năm nay còn có 20 golfer nước ngoài tham gia, trong đó có 16 golfer đến từ 4 đoàn golf ở các quốc gia lân cận là Hồng Kông, Malaysia, Myanmar và Lào. Đặc biệt năm nay, golfer người Hồng Kông Stuart McKinnon, vô địch VAO 2018, đã quay lại Việt Nam để tham dự giải với mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch. I've played in a few tournaments since then. I'm probably tham dự VAO năm 2018 là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi hy vọng lần này cũng vậy. Sau VAO năm 2018, tôi tham gia thêm khoảng 5 đến 6 giải đấu khác ở Malaysia và Hồng Kông. Lần này trở lại VAO 2019, tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hiện tại, tâm trạng tôi khá hào hứng. Tôi hy vọng với một chút may mắn, tôi vẫn có thể giữ vững danh hiệu vô địch của mình. Tuy nhiên, trong golf cũng có nhiều điều bất ngờ không thể biết trước được. Trước khi đến đây, tôi đã nghiên cứu rất nhiều về sân Cano Goblins. Tôi đã phải tập luyện khá nhiều để mình có thể chơi thành thạo với địa hình của sân này. Chúng tôi hy vọng mình có thể chơi tốt trong giải đấu. Đây là lần đầu tiên tôi chơi trên sân Cano Goblins và cũng là lần đầu tiên tôi tham dự giải đấu này. Tâm trạng hiện tại của tôi khá tốt. Thời tiết ở đây cũng thuận lợi nữa. Tôi đang rất mong chờ đến ngày thi đấu chính thức. Trong ngày đấu tập đầu tiên, sức gió ngoài sân rất lớn khiến các golfer gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến nhiều golfer lo ngại khi tham gia giải. Thì cái sân này thì nói chung là cái địa hình thì cũng không đến nỗi là khó, nhưng mà cái mình quan tâm nhất là vấn đề gió. Thì vì khi mà nó gió lên thì mình không biết được canh cái khoảng cách là gió là bao nhiêu. Thì cái trở ngại lớn nhất của mình chỉ là vấn đề gió thôi. Tất cả các sân linh đều có cái khó nhất định, đặc biệt là gió, và là những người phải đánh quen sân linh thì mới chinh phục được sân linh. Mặc dù có nhiều ảnh hưởng do gió lớn, nhưng các golfer vẫn hoàn thành ngày đấu tập và giữ phong độ ổn định, chuẩn bị cho những ngày thi đấu chính thức.